Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách đấu dây một cái động cơ bơm nước một pha quấn ở dạng dây quấn sim. Đó, thì nhà các bạn nhìn sơ đồ này thì là mình đã ra cái cuộn chè đè chạy trước. Mình gom cái cuộn đè mình bỏ qua một bên, mình tiến hành đấu dây cuộn chạy trước. Đó, thì cái đầu A đầu X thì mình lúc mình vô dây mình làm dấu ra rồi. Đó. Đầu A là X là đầu 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 cuối á. Còn cái đầu cuối của hai cái bố dây á thì các bạn nối lại với nhau trước nha. Đó, thì mình tiến hành mình nối hai cái đầu này trước. Bạn cắt ống ghen nha, xỏ ống ghen vô cho nó chắc chắn nha. Đó, thì các bạn xỏ ống ghen vô hai đầu luôn nha. Xong cái mình cắt ống ghen bự, mình xỏ vô một bên. Lát nữa mình nối lại là mình kéo cái ống ghen bự qua là nó lắp luôn cái mối nối của mình luôn. Đó, thì nó cũng rất là đơn giản thôi, các bạn làm theo mình nha. Đó, trước khi nối là các bạn nhớ cạo cho sạch nha, cạo cho sạch hai cái mối nối lại á, cái lớp vỏ của dây đồng này á, nếu mình cạo không sạch đó là nó sẽ là hàng không có dính đâu. Nên các bạn cái bước này cũng rất là quan trọng, các bạn cạo cho nó sạch cái vỏ emay đi. Đó, mình cạo hai bên luôn. Khi các bạn cạo sạch hai bên rồi các bạn nối lại nha, nối và lấy cái kìm bóp cho nó thành một cái đường thẳng luôn. Lát nữa mình kéo ống ghen qua cho nó dễ dàng. Đó, các bạn nối xong là các bạn chấm chì, hàn chì luôn cho chắc chắn nha. Đó, mình tiến hành chấm chì vô nha, các bạn chấm chì cho nó trắng hết cái lằn nối đó, rồi mình xỏ ống ghen qua. Rồi, mình hàn ra xong rồi mình kéo ống ghen này luôn nha. Xong các bạn xỏ ống ghen bự kéo lại luôn. Lát nữa mình đai dây rồi mình hãy tém cho nó gọn. Đây, coi như là cái cuộn chạy là các bạn nối cái điểm cuối của hai bố dây lại với nhau rồi. Bây giờ mình sẽ là xỏ ống ghen nối là đầu cuộn chạy và cuối cuộn chạy nha. Mình hàn vô sợi dây luôn. Rồi bây giờ mình tiến hành đấu cái gì đầu cũng chạy ra luôn nha. Đó, thì cũng tương tự như các bạn trước khi nối thì các bạn cạo vỏ. Đó, mình đo dây mình nối cái đầu cuối của cũng chạy ra luôn là đầu ít á. Trước khi đấu dây thì các bạn cạo lấy cái dao cạo cái đầu dây đồng á, xong cái mình cạo cho nó sạch, rồi lát nữa mình quấn vô không dây mình hàn cho nó dính. À, cái đầu cuối này cũng vậy, các bạn cũng cạo giống hệt như cái đầu đầu cũng chạy vậy đó. Rồi thì các bạn cạo xong là các bạn nối vô cái cọng dây mình đưa ra ngoài á, đưa ra ngoài chỗ mình đấu dây á. Thì về các bạn cạo xong là sắn lại là mình hàn xong là mình xỏ với một cái ống ghen bự nữa nha, mình xỏ một cái ống ghen mình đưa ra ngoài cho nó an toàn. Đó. Rồi mình nấu vô rồi đó. Rồi mình nấu luôn cái đầu cuối luôn nha, lát nữa mình chấm chì sau. Các bạn hàn nấu xong rồi các bạn lấy mẫu hàn mình hàn lại luôn nha, giống như nãy vậy đó. Hàn xong các bạn xỏ một cái ống ghen vô luôn nha, cái ống ghen cho nó bọc luôn cái sợi dây điện mình, chút nữa mình lòn ra cái lỗ mà để mình đấu dây á, cái lỗ gà để cho chỗ mà gắn chung với cả ba á. Đó, thì mà các bạn vô cái ống ghen này luôn, thì ống này là mình vô cái ống 5 ly, ống ghen 5 ly ai sợ luôn. Đó, nếu các bạn sợ là lộn thì các bạn nên rút làm dấu nha, rút là cái đầu đầu cũng chạy á, còn cuối cũng chạy thì mình khỏi rút. À, người ta thì thường thường người ta ra cho ba sợi, nhưng mình thì mình ra bốn sợi luôn nha, đầu cũng chạy và cuối cũng chạy và đầu cũng đề và cuối cũng đề luôn, để mai mốt cái gì mình kiểm tra cho nó dễ. Đó. Rồi bây giờ mình tiến hành là đấu cũng đề nha, thì cũng đề thì các bạn cũng đấu tương tự như cũng chạy vậy đó, hai cái điểm dây cuối á,
của hai bấu dây con đề các bạn nối lại với nhau, là còn chừa lại là đầu đầu con đề và cuối con đề, các bạn ra cho hai sợi dây nữa là xong.
Thì các bạn nhúng bật ni khô rồi á, thì các bạn ráp lại hoàn chỉnh và đóng dây theo cái sơ đồ này nha. Đó thì mình vẽ mô hình này là cuộn chạy nè, cuộn chạy và cái dưới là cuộn đề. Thì bên bên trái á, là đầu cuộn chạy và bên phải là cuối cuộn chạy, tương tự cho cuộn đề cũng vậy, nó có đầu đầu cuối. Thì cái đây nó cũng có hai cách đấu. Thứ nhất là các bạn chập hai cái dây cuối á, hai cái đầu cuối của cái cuộn chạy và cuộn đề lại với nhau thì ra một dây chung. Hoặc là các bạn cũng có thể là chập hai cái đầu lại với nhau, đầu cuộn chạy và đầu cuộn đề lại với nhau ra dây chung cũng được. Ở đây thì mình sử dụng thế nào, cách nào một cách thôi. Mình sử dụng cái cách là lấy hai dây cuối nha. Đó. Thì mình ra một dây chung. Đó, thì một dây này là sẽ vô dây nguồn rồi đó. Còn và cái đầu cuộn chạy với đầu cuộn đề thì các bạn gắn qua một cái tụ nha. Đó, thì cái tụ nó có hai dây, thì một đầu này á là gắn vô cái tụ và đầu đề cũng gắn vô tụ luôn. Rồi xong là các bạn cấp một nguồn vô bên phía cục cơ ba, phía cục cơ ba mà bên cuộn chạy á nha. Các bạn cấp nguồn vô bên cuộn chạy cho nó đúng nha. Nếu mà các bạn cấp nguồn phía bên này mà vô cuộn đề á, đó, đây là cái ba nè, đó các bạn cấp nguồn từ bên bên phía cuộn chạy đó là cũng làm việc đó. Nếu mà các bạn cấp nguồn vô bên cuộn đề là nó sẽ cháy nha. Đó. Đó, này là vô điện áp 220. Đó, đơn giản thôi. Đó, các bạn nhìn kỹ sơ đồ nè, rồi xong rồi mình sẽ là đấu trực thực tế cho các bạn xem luôn. Đây thì mình sẽ đấu thực tế cho các bạn xem luôn. Thì hai cái cọng dây, hai cái đầu là nãy mình rút đó. Bây giờ mình nắm cái hai cái dây cuối của cuộn chạy và cuộn đề mình chập đôi lại là nó ra một dây chung. Dây chung là mình lấy dây nguồn cho một dây, chỗ này là chắc chắn là một dây nguồn rồi. Đó. Mình sẽ đấu thực tế cho các bạn xem luôn. Là còn lại là hai cái gút đó là hai cuộn, cái đầu của cuộn chạy và đầu cuộn đề. Thì dây màu vàng đó là đầu cuộn chạy nha, dây màu trắng là đầu cuộn đề. Hai cái này mình vô cao ba nha. Đó. Còn một sợi nguồn còn lại là các bạn vô đầu cuộn chạy, là vô một đầu cuộn cao ba. Đó, nó vô một đầu cục cao ba. Rồi cái đầu cuộn đề bên kia vô cục cao ba phía bên này, vô chân cao ba bên này nữa là xong, rất là đơn giản thôi. Đó, thì mình đấu thực tế rồi mình các bạn xem luôn. Rồi là mình sẽ cắm điện thử cho các bạn xem luôn nha. Video của mình đến đây là đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn lần đầu tiên xem video thì hãy đăng ký kênh của mình nha để nhận video mới nhất của mình. Xin cảm ơn.